chị đã tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa tại trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, và chị tiếp tới chị sẽ học tại trường Fort Cloud ở Ba Lan và học ngành quản lý truyền thông. Thực ra thì kiểu quá trình khá là hồi hộp, tại vì là em chưa bao giờ mà chuẩn bị nhiều cái mức độ giấy tờ nhiều như thế. Thì trong quá trình tìm hiểu trường thì em có biết đến Fanworld, và em biết là thầy Giao trước đây đã từng tư vấn cho em gái của em đi học tại Kinh tế Postman. Thì em rất là yên tâm và tìm tới thầy để nhận tư vấn làm cách làm hồ sơ cũng như là cách chọn trường để có một cái hành trình tốt nhất trong tương lai. Cái này thì chắc là cảm nhận cá nhân của em, tại vì là em cũng đã có một khoảng thời gian làm trong ngành thiết kế đồ họa, thì đa phần đều là ngồi trong văn phòng xong rồi cứ phải nhìn vào máy tính cả ngày thì khá là chán ấy. Thế nên là khi mà chọn quản lý truyền thông thì em sẽ có thể có nhiều lựa chọn hơn về nghề nghiệp trong tương lai, với cả em cảm thấy nó cũng là một cái nghề năng động và ít nữa sẽ rất là hot. Cái này thì là thầy, em cũng đã nói chuyện với thầy rồi, thì em cũng biết là trung tâm cũng có nhiều những cái sự giới thiệu khác đến từ các nước trong châu Âu, nhưng mà sau khi so sánh thì em thấy là ở Ba Lan đa phần các trường đại học có giá thành khá là rẻ so với các nước khác, và em cũng có tìm hiểu thì em biết là ở Ba Lan khá có cái phần trăm an toàn cao. Tìm hiểu qua Facebook, với cả trước đây là em cũng đã biết đến thầy Giao vì là cũng có làm việc thầy Giao một lần rồi. Em nghĩ là chắc là kiểu toàn bộ tất cả đấy, tại vì là em không có kinh nghiệm làm hồ sơ ấy, thì em ban đầu là thầy cũng giúp em là tìm trường phù hợp trong cái mức chi phí mà em có thể chi trả này, xong rồi thầy cũng có tư vấn là làm sao để cái hồ sơ của em đẹp nhất có thể. Em khá là may mắn, tại vì là cái thời gian từ lúc xin đến lúc nhận visa của em thì có khoảng tầm hơn một tuần 8 ngày, từ 4 tháng 10 đến 12 tháng 10. Thì em thấy là nếu như mà trước khi các bạn đã quyết định sẽ đi du học thì các bạn nên tìm hiểu cho mình một cái lộ trình đúng đắn, và nếu như mà hồ sơ mà cảm thấy có vấn đề lấn cấn thì là nên tìm đến trung tâm uy tín để có thể là có một cái hồ sơ đẹp nhất, và với cái mức phí mà mình bỏ ra cho trung tâm đấy và mình cũng nhận lại một cái kết quả tương xứng. Thank you.